Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước đáng chú ý. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 14. Công bố đường dây nóng hỗ trợ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị khán giả, nhân kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tối hôm qua lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 14 đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tối ngày 21 tháng 6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 14 năm 2019 đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng các nhà báo đạt giải thưởng giải báo chí quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, qua 14 năm, chất lượng giải báo chí quốc gia ngày càng được nâng cao, báo chí đã tiếp tục đóng vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận thông tin, tuyên truyền đặc biệt, đóng góp quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Còn gì cảm động hơn hình ảnh các phóng viên đồng hành với các y bác sĩ, các chiến sĩ quân đội, công an trong cuộc chiến chống đại dịch. Báo chí đã góp phần to lớn tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn dân, sự đoàn kết, nhân ái trong xã hội, trong cuộc chiến chống đại dịch này. Đây là yếu tố quan trọng đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tiên trên thế giới kiểm soát được dịch COVID-19 với phương pháp chống dịch hiệu quả, chi phí thấp và nay bước vào trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa cảnh giác phòng chống dịch. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ những khó khăn mà báo chí và đội ngũ những người làm báo đang phải đối mặt, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội cạnh tranh quyết liệt, khó khăn trực tiếp do đại dịch gây ra. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, báo chí cần chủ động đi đầu trong chuyển đổi số, tập trung phân tích chuyên sâu, phát huy vai trò dẫn dắt định hướng tư tưởng và thẩm mỹ. Tham dự giải báo chí quốc gia năm 2019 có 110 đơn vị cấp hội và 230 cộng tác viên với 59 trên 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 18 trên 19 liên chi hội, 34 chi hội trực thuộc. Hội đồng giải báo chí quốc gia lần thứ 14 đã chọn được 103 tác phẩm giải báo chí xuất sắc, gồm 9 giải A, 21 giải B, 41 giải C và 32 giải khuyến khích. Nhằm cung cấp thông tin giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức cá nhân liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông và xét tuyển đại học năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 qua hotline và email. Mọi thắc mắc có thể gửi vào email hỗ trợ thi 2020@moet.gov.vn từ tháng 6 năm 2020 đến ngày 23 tháng 9 năm 2020. Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính 024-3218-1385 đợt 1 từ tháng 6 năm 2020 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020, đợt 2 từ ngày 5 tháng 8 năm 2020 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020. Về hỗ trợ cho xét tuyển trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức cá nhân về quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non như sau. Email hỗ trợ xét tuyển 2020@moet.gov.vn từ tháng 6 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính 024-386-94884. Đợt 1 từ tháng 6 năm 2020 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020. Đợt 2 từ ngày 8 tháng 9 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị bố trí điện thoại, email, bộ phận thường trực cùng các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tuyển sinh để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển của trường và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường cũng như phương tiện thông tin đại chúng khác. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải báo cáo chi tiết thông tin liên quan hoạt động vận chuyển hành khách hàng hóa bằng ô tô. Nội dung kiểm tra bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bộ phận quản lý, số lượng hợp đồng vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa và giấy vận chuyển đã ký kết. Đáng chú ý, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải phải khai báo rõ ràng tổng số phương tiện vận tải, số phương tiện đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, số lượng phương tiện có thiết bị giám sát hành trình truyền về dữ liệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Theo Tổng cục Đường bộ, kinh phí được dùng để sửa chữa mặt cầu Thăng Long lần này dự kiến khoảng 270 tỷ đồng. Thông tin từ Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị này đã phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng, chọn nhà thầu thực hiện sửa chữa mặt cầu Thăng Long, Hà Nội, dự kiến khởi công vào tháng 7 tới và hoàn thành vào quý 4 năm 2020. Dự kiến kinh phí cho việc sửa chữa mặt cầu Thăng Long lần này sẽ hết khoảng 270 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ, công tác sửa chữa sẽ được áp dụng giải pháp công nghệ hiện đại và có chuyên gia nước ngoài giám sát thi công. Tiếp theo là phần tin quốc tế với những tin tức nổi bật. Tổng thống Donald Trump duy trì lợi thế về vận động quỹ tái tranh cử. Israel khởi động kế hoạch sáp nhập khu bờ Tây. Ban vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa thông báo đã gây quỹ được khoảng 74 triệu đô la Mỹ trong tháng 5 vừa qua. Đây là số tiền gây quỹ đạt mức cao kỷ lục trong tháng của Tổng thống Trump, nâng tổng số tiền thu được lên 817 triệu đô la Mỹ. Số tiền gây quỹ trên cao hơn 12 triệu đô la Mỹ so với số tiền thu được trong tháng 4, song vẫn thấp hơn so với 81 triệu đô la Mỹ mà ứng cử viên Joe Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ thu được trong cùng thời gian. Đây cũng là tháng gây quỹ tốt nhất của ông Biden. Dù vậy, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa khẳng định sự lãnh đạo nhất quán của Tổng thống Trump và những hành động chưa từng có trong thời gian thách thức này chắc chắn đã gây được tiếng vang với người dân Mỹ. Từ ngày 19 tháng 6, quân đội Israel đã cho đặt các khối xi măng trên tuyến đường ở các ngôi làng bờ Tây nối với tuyến đường cao tốc dẫn tới thung lũng Jordan. Đây được cho là động thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch sáp nhập khu bờ Tây mà chính quyền Tel Aviv đang theo đuổi, bất chấp phản đối của chính quyền Palestine và nhiều quốc gia trên thế giới. Hãng thông tấn Wafa của Palestine dẫn lời giới chức chính quyền này cho biết các khối xi măng là trụ đỡ cho các cánh cổng kim loại sẽ sớm được Israel lắp đặt, nhằm ngăn chặn hoàn toàn đường tiếp cận từ bờ Tây tới thung lũng Jordan. Israel hiện đang rút ráo theo đuổi kế hoạch sáp nhập hơn 30% diện tích các vùng đất tại bờ Tây, bao gồm cả thung lũng Jordan, cũng như đang áp đặt chủ quyền đối với các khu vực định cư Do Thái mà Tel Aviv đã chiếm đóng tại giải đất này. Palestine và cộng đồng quốc tế đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch đầy tham vọng của Tel Aviv. Chính quyền Palestine tuyên bố chấm dứt Hiệp định Hòa bình Oslo ký năm 1993 giữa chính quyền Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine PLO. Trong đó, có các thỏa thuận hợp tác an ninh và quan hệ dân sự với Israel. Nhiều nước trên thế giới cũng đã lên tiếng phản đối hành động của Israel, kêu gọi nước này ngừng ngay kế hoạch vốn đi ngược lại các mục tiêu của tiến trình hòa bình Trung Đông và có thể đẩy khu vực vào một vòng xoáy bất ổn mới. Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong ngày hôm qua, khi số liệu thống kê mới nhất cho thấy tổng số ca mắc trên toàn thế giới đã vượt mốc 9 triệu, trong khi số trường hợp tử vong là 470.000. Châu Mỹ vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19, khi Mỹ và Brazil vẫn là hai quốc gia dẫn đầu cả về ca mắc và tử vong. Khu vực Nam Á cũng là một điểm nóng của dịch COVID-19, khi số ca mắc tiếp tục gia tăng, đặc biệt là Ấn Độ, khi hôm qua đã ghi nhận thêm 11.000 ca mắc mới. Trong khi đó, tình hình dịch ở châu Âu dần được kiểm soát và nhiều nước đã và đang nới lỏng phong tỏa và mở cửa biên giới để nối lại hoạt động kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, dịch lại có xu hướng diễn biến phức tạp ở Đức, khi ghi nhận thêm gần 700 ca mắc mới trong ngày hôm qua. Tây Ban Nha, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất từ đại dịch COVID-19, đã mở cửa biên giới với hầu hết các nước châu Âu từ ngày hôm qua, đồng thời cho gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Cùng với các bước nới lỏng phong tỏa đang được đẩy mạnh tại nhiều nước, động thái của Tây Ban Nha là một tuyên bố mạnh mẽ về nỗ lực thoát dịch của châu Âu. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 6, Tây Ban Nha đã mở lại biên giới với tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu-EU, ngoại trừ Bồ Đào Nha. Quốc gia trước đó đã tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Tây Ban Nha đến ngày 1 tháng 7. Ngoài ra, người dân các nước thuộc khu vực đi lại tự do Schengen và Anh cũng được vào Tây Ban Nha mà không cần cách ly. Anh cũng đã cho mở cửa trở lại sân bay thành phố London sau gần 3 tháng ngừng hoạt động. Tuy nhiên, trước mắt sân bay sẽ chỉ mở lại các tuyến nội địa và hạn chế một số điểm đến nhất định. Tại Pháp, hàng triệu trẻ em đang chuẩn bị trở lại trường học vào ngày 22 tháng 6. Các rạp chiếu phim và tụ điểm giải trí của nước này cũng đang chuẩn bị đón khách. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa 22 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.